nào chúng. Bây giờ chị hỏi tốt nào chúng không? Em đó là bón chúng. Ok. Mày gì đây mày, gì đây con mày, gì đây mày, gì ra con mày, gì đây mày, gì ra ô. Bà chưa sổ sữa, con gái lớn rồi. Cái bà, cái điều quan trọng bây giờ trong đoàn đây, con gái ai cũng cổ cao, tại sao bà không có cổ? Ê, cái đó là cái điểm nhấn nè cơ. Tại sao con gái trong đoàn ai cũng có mái mềm, bà phải đợi mái chả? Cái này tao thua. Tao giết. Ủa, để em chào chị ạ. Mày mất dạy lắm. Chị lớn tuổi rồi mà mày cũng không tha. Bà đổi mái giả còn mày đổi nguyên cái đầu, bà đâu có nói. Cảm ơn lộ lộ. Chút xíu nữa chị sẽ trở thành cựu hoa hậu. Kính thưa quý vị, quá người ta không chơi dòm lại mình. Quá. Bà đợi nguyên cái đầu tóc giả mà quên cái cài ở sau còn cái cơ bành kia kìa má. Quá ơi, nói nghe nè. Dạ mẹ. Kêu phải coi cái lộc hoặc cái tiền cái gì cho quầy cho sung. Môi đúng rồi. Nói đi cho có chuyện đây mà nói. Đúng rồi. Bây giờ tự nhiên ta nói lại thì tự nhiên mà nói giờ chửi người ta. Đúng rồi. Đúng không? Làm đúng rồi mẹ. Bây giờ tiêu chí sao ra hỏi luôn đi, mình làm luôn. Tiêu chí sao? Chung kết mình làm sao? Trời, tự nhiên không trả lời luôn. Tên ông tôi quỷ dơ chỗ này luôn nè. Ủa từ đâu có câu quỷ dơ vậy? Mẹ tôi dạy. À chị cũng có câu mới em. Em muốn nghe không? Nghe đi chị. Chị trả lời dơ đêm nay luôn. Ôi dù. Chị rất là mềm dẻo. Đúng hợp lý không quá vậy? Mày quậy dơ, tao không biết trả lương dơ cho mẹ. Bây giờ em quậy mà trả lương bình thường, ai ủng hộ cho em chàng vỗ tay. Yeah. Rồi quậy mà phải vui nha. 1, 2, 3, không quậy dơ. Bây giờ Thành nó phấn đấu, Thành nó phải dơ bữa nay cái gì kệ. Rồi, dơ đi. Đi vô. Không dơ bây giờ ta coi. Mày không dơ mày khỏi ăn lương. Mình chủ đoàn đi vô, không có ca hát gì chân á. Vô. Vô. Cái thầy bữa nay mặc như cái gì. Mày gì ra vô anh. Chưa có cần thấy chị ra xuống, chị đi xuống, chị ra xuống, chị ra xuống, chị ra xuống, chị ra na 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 gì đây, năm 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 gì đây, năm
chứ không phải là cứ sâu tác rồi, hiện tại còn 9 người trên 12 người đúng không ạ? Dạ, 9 người. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa đã đến ủng hộ cho Sài Gòn Tinh Thần tới đêm nay. Thank you. Yeah. Và ngay bây giờ Lộc xin công bố luôn kết quả của cái phần bình chọn. Xin mời Trung cho chị kết quả đi, Trung ơi. Kính thưa quý vị và giải khán giả bình chọn yêu thích nhất được bình chọn qua kênh Facebook của Đài Loan Sài Gòn Tinh Thần, quý vị sẽ nhận được, nếu may mắn đoạt giải thì thí sinh sẽ được nhận được một chuyến du lịch tại Đài Loan do Thách Mê tài trợ, kèm theo đó 1.000.000 đồng tiền mặt từ ẩm thực Trần, quý vị nha. Và cái bây giờ xin chúc mừng cho ai quý vị? Dạ, cái này là bình chọn qua Facebook quý vị nha. Và trước khi mà trao giải này thì vào một cái thời điểm nào đó là khi mà bắt đầu chúng tôi đăng lên khoảng được một tuần đó, thì anh Nguyên là admin của Bay đó có nói là có một thí sinh hắt lượt xe, hắt lượt xe trong một ngày mà tới lần là mấy chục ngàn lượt, cho nên là chúng tôi sẽ không tính lượt xe mà chỉ tính lượt like. Và xin chúc mừng cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua kênh Facebook của Đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tinh Thời. Thí sinh Hợp Thư Thoại với 1.900 lượt bình chọn, xin chúc mừng cho Hợp Thư Thoại. Thank you. Chị La Kim Quyền sẽ trao giải cho thí sinh được yêu thích nhất Hợp Thư Thoại. Chúc mừng cho Hợp Thư Thoại với giải thí sinh được yêu thích. Dạ, vé bên này trước đi quý vị. Dạ, vé bên này đi nè. Bì đi ơi, bì đi, đây là cưng. Thưa quý vị, và trên tay Lộ đang có kết quả chung cuộc ở đây. Ở đây quý vị nha. Và bản thân em cũng chưa có mở ra coi luôn. Ok. Trời, nhà tài trợ gửi mà chưa kịp trao luôn quý vị này. Đây còn nữa. Quý vị có đón ai không quý vị?
em sẽ công bố thật là nhanh để không mất thời gian của tất cả quý vị. Đâu ai vậy quý vị? Yes. Trời ơi. Ai bây giờ quý vị? Anna giải ba. Đó cũng là một sự dự đoán quý vị nha. Và xin chúc mừng cho thí sinh đạt giải ba của Miss Lotto mùa thứ ba 2020. Xin chúc mừng cho thí sinh có tổng số điểm là 33,7. Bena. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời chị Dạ Thảo đại diện từ nhà tài trợ Thiên Tiết sẽ lên sân khấu để trao giải ba cho cũng trong nội ô thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Sẽ được khai trương trong khoảng tháng 11. Nếu mà em đẹp là tháng 11 đó quý vị, cho nên nhân lực sẽ tạm thời cũng là bị thiếu. Cho nên là rất là mong là cho dù là quý vị dừng chân ở top mấy, ở giải gì thì quý vị cũng sẽ đồng hành cùng với Sài Gòn tức thời. Trời ơi, em hồi hộp thật sự luôn đó. Và bây giờ bé Na xin mời. Dạ, thank you. Sao giờ? Thôi bây giờ quý vị có khó chọn quá không quý vị? Thôi bây giờ mình để hai bạn này hô vòng cuối đi cho quý vị chọn được không? Yeah. Thôi bây giờ để lấy lại tinh thần không run nữa, hai bạn sẽ hô vòng cuối cùng cho bà con mình dò ha, rồi sẽ có quyết định. Thank you. Rồi quý vị thân mến, toàn ngày bây giờ ai cũng lấy trên tay hướng vào mình sẽ có bắt đầu do xấu.